Nhà ở xã hội là mô hình kinh doanh không còn xa lạ trên thị trường bất động sản hiện nay. Nhu cầu mua nhà ở xã hội rất lớn, bởi đây là sản phẩm nhằm biến giấc mơ sở hữu nhà của người lao động thu nhập thấp thành hiện thực. Tuy nhiên, giấc mơ này lại gặp nhiều rào cản bởi những điều kiện và chính sách không thu hút được nhà đầu tư lẫn người dân. Đang có rất nhiều cái khó khăn từ thủ tục, khó khăn các quy trình, khó khăn về quỹ đất, khó khăn về nguồn vốn, và trong đó khó khăn mà chúng tôi cho rằng bất cập nhất là khó khăn về thị trường, tức là lựa chọn các đối tượng để mà được phép sử dụng cái sản phẩm ấy. Để tháo gỡ những rào cản này, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, nguyên trưởng phòng nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội cho rằng cần phải có thêm những cơ chế, chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp khi xây nhà ở xã hội. Là trong quá trình mà tìm kiếm các cái chủ đấu thầu để tìm các chủ đầu tư dự án nhà thương mại thì nên tính tới điểm cộng cho những người mà đã phát triển nhà xã hội. Thì như vậy nó sẽ kích thích doanh nghiệp buộc phải tham gia nhà xã hội, coi đây như là một điều kiện tham gia đấu thầu. Cái thứ hai nữa đó là cần phải chú ý vấn đề về xây dựng quỹ nhà xã hội, các quy hoạch tránh theo kiểu gọi là lốm đốm ra báo như hiện nay, mà nên quy hoạch thành những vùng, những vành đai nhà xã hội ở những vị trí thích hợp để giảm thiểu chi phí. Chia sẻ về vấn đề này, bà Phạm Thị Miền, Phó trưởng Ban Nghiên cứu Thị trường và Tư vấn Xúc tiến Đầu tư của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, bên cạnh việc khơi thông các nút thắt về pháp lý, chính sách về nguồn vốn cũng cần được chú trọng. Cũng đã đến lúc là ngoài cái việc là khơi thông, mở ra các cái nút thắt về pháp lý thì cũng phải là cân đối và xem xét cái vấn đề là khơi thông cả về cái nguồn vốn, để cho là bản thân là các cái doanh nghiệp người ta cũng có cái nguồn vốn để làm dự án, và những cái người dân người ta cũng có cái cơ hội để được vay cái gói về ưu đãi này với một cái mức lãi suất nó hấp dẫn hơn, là một, và thứ hai là cái thủ tục nó thông thoáng hơn trong cái tiếp cận. Dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy, trong quý 1 năm 2024, tình hình bán nhà ở xã hội ở một số tỉnh thành phát triển gắn liền với các khu công nghiệp như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên đã được cải thiện, với lượng giao dịch tăng khoảng 30-40% so với cuối năm 2023. Tuy nhiên, nhìn chung, tình trạng thiếu cung trên tổng thể nhưng vẫn chật vật trong khâu bán hàng vẫn tiếp diễn, do nguồn cung chủ yếu tập trung ở các tỉnh thành cấp 2, cấp 3, nơi có ít nhu cầu hơn, trong khi các điều kiện tăng khả năng tiếp cận phân khúc này của thị trường vẫn chưa chính thức có hiệu lực.